Bộ Công Thương thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020. Căn cứ kế hoạch số 5395/KHBCT ngày 24 tháng 7 năm 2020, tiếp theo thông báo số 163/TB-BCT ngày 3 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 bằng hình thức thi tuyển. Chi tiết bổ sung chỉ tiêu xem tại trang web moit.gov.vn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tại phụ lục thông báo này đến hết ngày 18 tháng 9 năm 2020 trong giờ hành chính. Địa điểm nộp hồ sơ, thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại vụ tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, phòng 302, nhà A, số 54 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại 024-222-02302. Hồ sơ tuyển dụng, đối tượng ưu tiên và lệ phí tuyển dụng thực hiện theo thông báo số 163/TB-BCT ngày 3 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương.